Tower of Fantasy và Genshin Impact đối thủ hay chỉ là kẻ đạo nhái? Ngày 11 tháng 8 vừa qua, sự kiện Tower of Fantasy ra mắt phiên bản Global đã nhận được rất đông sự quan tâm của game thủ trong nước và quốc tế. Bản thân mình cũng đã trông ngóng siêu phẩm của Hota Studio này bởi nó được đánh giá là đủ tiềm năng để trở thành đối trọng của Genshin Impact trong năm 2022. Nếu chưa trải nghiệm game thì ác hẳn khi nghe đến game thế giới mở, có PvP, đồ họa fantasy đẹp lung linh, cấu hình nhẹ, hệ thống combat đã tay, gacha dễ dàng, muôn vàn cái quảng cáo nó đê mê, nó đủ đánh gục tất cả các con dân gacha chúng ta, chứ không riêng gì thằng admin già như mình đâu. Vì thế, bằng mọi giá, mình đã cấm máy từ sáng sớm ngày 11 tháng 8, cày và vào động trải nghiệm cùng hàng triệu game thủ trên toàn thế giới. Những trải nghiệm đầu tiên của mình về sản phẩm này là khá là phê nha. Với một game chủ đề fantasy, cốt truyện, bối cảnh với hệ thống đồ họa của sản phẩm này đã làm khá tốt, bám sát chủ đề và có cho mình những bước đột phá độc đáo. Hệ thống chiến đấu trong game phải gọi là rất đã mắt, tốc độ nhanh, bạn sẽ gần như không có một nhịp thở, ngắt quãng đòn đánh nào, mọi thứ đều diễn ra liên hoàn với những màn phối hợp lên tới cả trăm hit vào kẻ địch. Chỉ đơn giản thế thôi, tôi cũng đã gật gù và cho rằng game này khắc phục hết được các vấn đề mà cộng đồng Genshin Impact mong muốn. Genshin không có PvP, game này có PvP là chủ đạo, Genshin phải vào tổ đội mới nhìn thấy nhau, không là chỉ có một mình một thế giới. Tower of Fantasy có thể gặp gỡ bất kỳ người chơi nào trên toàn lục địa, trò chuyện, đánh lộn, chiếm quái, chiếm phần thưởng của nhau. Thế nhưng, càng chơi, tôi càng trở nên hoang mang khi các tính năng trong game nó giống với Genshin Impact rất nhiều, nhiều tới mức nó làm tôi nghĩ, có khi nào nhà sáng tạo của Genshin Impact bê nguyên cấu trúc của game đó qua đây không nhờ? Vậy rốt cuộc là Tower of Fantasy đang muốn làm cái gì đây? Đạo nhái ư? Đứng trên phương diện khách quan và công bằng, người chơi cả hai từ game Genshin Impact và Tower of Fantasy, anh em sẽ đồng tình với tôi khoảng trùng khớp tính năng tới mức khó chịu. Genshin có nấu ăn, Tower of Fantasy cũng thế. Genshin có phong chi dực hỗ trợ bay lượn, Tower of Fantasy cũng có thiết bị phản lực với tính năng y chang. Nó không giúp bay lượn như máy bay mà chỉ là vật hỗ trợ giảm lực rơi xuống giúp hạ cánh an toàn hơn. Genshin Impact cho phép nhặt nguyên liệu ngoài map, Tower of Fantasy thấy hay nên cũng học tập y chang. Genshin Impact xây dựng hệ thống nhân vật theo nguyên tố cho phép chuyển đổi giữa các nhân vật này trong chiến đấu. Tower of Fantasy thì thay nhân vật bằng vũ khí nguyên tố cho phép chuyển đổi 3 vũ khí trong cùng một trận chiến. Nói tóm lại là thôi ôi. Ôi trời ơi, giống nhau một cách khủng khiếp, giống đến mức ức chế, giống đến mức kêu là đạo nhái cũng được nữa. Nói như thế, mọi người lại cho rằng bản thân Genshin Impact trước cũng học tập lấy tưởng từ tựa game The Legend of Zelda thì có gì hơn. Đâu phải thể loại tính năng phong cách đó là độc quyền cho một tựa game, các game khác không được làm giống. Hay thì học tập, dở thì loại bỏ, lẽ thường tình. Đúng cái này là mình đồng ý nha. Bản thân các nhà phát triển game cũng học hỏi lấy ý tưởng của nhau, tìm những mảnh ghép tốt ở nhiều sản phẩm tương đồng để tạo nên một con game chất lượng. Tuy nhiên không thể nào viện cái cớ ấy để cho rằng Tower Fantasy là một tựa game có sự sáng tạo vượt trội, riêng biệt, độc lập và hoàn toàn mới mẻ. Với những người chơi trải nghiệm cả hai tựa game, dù là fan hay không, bạn đều phải nhận xét rằng Tower Fantasy chỉ là phiên bản update của Genshin Impact ở khoảng thế giới mở và hệ thống PvP mà thôi. Sự tương đồng, trùng lập nhau gần 70% nội dung game thì thực sự không có một chút gì gọi là sáng tạo mới mẻ cả. Thậm chí, không chỉ mượn tính năng, Tower Fantasy còn mượn luôn cái tạo hình nhân vật và thậm chí là tạo hình theo đúng giai đoạn đầu game của Genshin Impact. Bạn vẫn là nhân vật chính, nhưng khi bạn roll ra một nhân vật mới thì nhân vật chính chỉ còn là cái bóng của cốt truyện mà thôi. Nó không còn bất kỳ ý nghĩa nào trong một trận đấu cả. Tự hỏi, khi đã có nhân vật mạnh hơn, được phép thay thế, có mấy cao thủ vẫn nhiệt tình chơi nhân vật chính nữa hay không? Còn. Vậy tôi tự hỏi, việc mất cả tiếng đồng hồ tạo hình nhân vật chính để làm mẹ gì? Khi bạn hoàn toàn có thể thay đổi bằng một nhân vật xoay được tốt hơn. Là game nhập vai thế giới mở, mà cũng chẳng phải là game nhập vai thế giới mở. Cái gì vậy? Tower Fantasy? Còn sự trùng khớp với nhân vật thì thôi rồi. Nhìn anh đi lức của Genshin Impact và ngày King của Tower Fantasy đi. Là thôi, anh em mình khỏi bàn đi ha. Các bạn cứ chủ động nhận xét. Chết tiệt. Kể nhẹ bao nhiêu để anh em hiểu, Tower Fantasy đang cho thấy việc mình thực sự yếu trong việc xây dựng một tựa game mới. Nếu muốn là đối trọng của Genshin Impact, vượt hẳn sản phẩm này về mặt doanh thu, đứng top thị trường. Nếu đơn thuần chỉ là sự bổ sung cho những yếu điểm, vậy giả sử một ngày, đội ngũ vận hành Genshin Impact quyết cho PvP vào, cho phép mở ra server chung, nơi tất cả các game thủ đều gặp nhau thì sao? Lúc đó, chỗ đứng của một sản phẩm đầu tư khủng như Tower Fantasy là gì? Có gì mới để kêu gọi mọi người vào chơi? Vậy, Tower Fantasy có thực sự đáng chơi? Công bằng một chút, Tower Fantasy xây dựng cốt truyện rất là mới mẻ, đưa được yếu tố fantasy tiếp cận đông đảo tới cộng đồng game thủ. Cốt truyện fantasy vốn rất khó để làm game thế giới mở đang xen hệ thống gacha.
Chưa kể nha, cái bóng của series huyền thoại Final Fantasy là quá lớn đi. Vì thế, bước đi này của Tower Fantasy được coi là rất mạnh tay, quyết liệt, xứng đáng được điểm cộng. Thứ hai, như đã nói, gameplay của Tower Fantasy thực sự rất nhanh, sôi động, mang nặng yếu tố chiến đấu. Nếu là fan của các dòng game hack and slash, sản phẩm này rất đáng để trải nghiệm. Game xây dựng hệ thống combo chiêu thức liên hoàn, đẹp mắt, nhuần nhuyễn từ cách tiếp cận, đánh thường, tung kỹ năng, xả skill cuối. Mọi động tác đều được phối hợp nhịp nhàng, ăn khớp. Việc chuyển đổi qua lại giữa ba loại vũ khí cũng tạo nên những liên chiêu thức đẹp mắt. Nó thúc đẩy người chơi trong việc tìm kiếm, lựa chọn các vũ khí thuận tay, có sự phối hợp ở kỹ năng để có thể hoàn tất một combo chuẩn chỉ nhất. Chẳng hạn, lưỡi hái của King có thể tạo ra một vụ nổ bằng lửa trên diện rộng. Bạn có thể kết hợp chiêu thức này với chiêu cuối của trượng, gia tăng tỷ lệ hồi máu trong khu vực này nếu đang đối đầu với boss lớn. Có rất nhiều cách để người chơi xây dựng những combo phối hợp riêng cho mình. Đây là yếu tố then chốt giúp Tower Fantasy giữ vững vị trí của mình trong thời gian tới, cũng là điểm nhấn hay nhất của game. Như đã nói, Tower Fantasy là game thế giới mở nên việc người chơi gặp gỡ nhau như các game online là điều bình thường. Ấy thế nhưng với những ai chơi Genshin Impact muốn đổi gió khi qua sản phẩm này, thì nó lại trở nên thú vị lạ. Gặp gỡ, kết giao, party, quýt lộn, chiếm bãi, mọi thứ đều vô cùng mới mẻ với những game thủ này. Thứ ba, lợi tính năng PvP. Trước mắt, người chơi đang trải nghiệm hệ thống đối kháng trong lôi đài được mở sau chuỗi nhiệm vụ. Theo đánh giá thì PvP trong game đã làm rất tốt. Sự phối hợp combo tạo nên những chiêu thức liên hoàn tấn công người chơi. Trong thể loại đối kháng, nó được gọi là combo không thể phản kháng. Nếu phối hợp tốt, bạn hoàn toàn có thể hạ gục đối thủ của mình ngay trên không. Và vì thế, với những ai yêu thích chiến đấu, hãy lựa chọn kỹ từng vũ khí, rèn luyện cho thật nhuần nhuyễn nó trước khi tiến tới các đấu trường PK. Vì đã phát triển mạnh mảng PvP, Tower Fantasy chắc chắn sẽ có nhiều dự định liên quan tới các trận hỗn chiến lớn trong game, diễn ra theo dạng guild, nhóm. Nếu cái yếu tố này được đẩy vào game sớm, bạn chắc chắn sẽ có những trải nghiệm mới mẻ riêng, điều mà Genshin Impact chưa thể làm được. Với một mobile, mình hiện đang khá thích Tower Fantasy, đường dài mới biết ngựa hay. Và mình hy vọng rằng game sẽ có những hướng đi độc đáo tạo nên sự khác biệt rõ ràng với các sản phẩm nổi cộm trên thị trường. Hãy xứng đáng với hai từ đối thủ, đừng mãi đi sau, học tập một cách vô vị và công thức. Nó sẽ chẳng bước qua nổi cái bóng quá lớn của Genshin Impact đâu. Một chút cảm nhận về game là như thế. Hy vọng anh em chúng ta sẽ có những bài đánh giá, nhận xét tích cực cho game cũng như về video của chúng mình. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau nha.